Hello, xin chào tất cả bạn trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái phần cuối cùng trong series video về các nghề trong con game Pixel ở phase 2 nha bạn. Thì cái video này mình ra cũng khá là trễ và cái phase 2 đã update được khoảng 1 tháng nữa bạn. Cho nên là hầu hết là các bạn đều đã làm quen được với game và đã biết rất rõ về các nghề trong con game này rồi. Nhưng mà mình cũng muốn làm cái video này, thứ nhất là để hoàn thành cái series này cho nó trọn vẹn nha bạn. Và thứ hai là có tài liệu để cho những người mới chơi con game Pixel có thể tham khảo về các nghề trong con game Pixel. Và ở video này mình sẽ làm về cái nghề cuối cùng trong 7 nghề nha bạn. Thì ở thời điểm hiện tại chỉ mới có 7 nghề chính thôi bạn. Còn 3 cái nghề là Animal Care, Business và Exploration thì mình sẽ không làm, bởi vì ba cái nghề này nó chưa có nhiều cái để phát triển và cũng chưa có được sử dụng nhiều lắm nha bạn. Nó chỉ mới có 7 cái nghề chính như thế này thôi. Thì đây sẽ là cái nghề thứ 7, nghề cooking mà mình muốn làm cho các bạn trong cái video này. Rồi, thì các bạn thấy là ở con game Pixel này, ở phase 2 thì nó có những cái nghề nó rất là liên quan đến nhau các bạn. Các bạn thấy là nó sẽ chia ra được hai loại. Thứ nhất là các nghề về tài nguyên, tức là những nghề mà các bạn có thể, tức là những nghề mà các bạn sẽ đi làm và lấy những cái nguyên liệu tài nguyên, thì tạm gọi là cái nghề tài nguyên. Và loại thứ hai là nghề chế. Thì khi mà các bạn đã có cái tài nguyên mà ở các bạn khai thác được ở cái nghề tài nguyên rồi, thì các bạn sẽ đem những cái tài nguyên đó sang để chế ra những cái vật phẩm và hoàn thành những cái vật phẩm đó, thì đó được gọi là những nghề chế. Thì những nghề tài nguyên nó sẽ có là farming nè các bạn, forestry tức là nghề chặt cây và chặt cây lấy gỗ các bạn, và nghề thứ ba đó chính là cái nghề mỏ mining, đào mỏ mining nè các bạn. Thì ba cái nghề này được gọi là ba nghề tài nguyên, và những cái nghề còn lại thì nó sẽ được gọi, bốn cái nghề còn lại nó sẽ là bốn nghề chế tác, chế tạo. Thì ở cái hai cái video trước mình có giới thiệu cho các bạn, thì mình đã nói qua về cái những cái liên quan đến nhau đó bạn. Như là các bạn sẽ chặt cây lấy gỗ thì các bạn sẽ đem qua cái nghề là woodwork, tức là làm gỗ, để sử dụng cái gỗ này như là một cái tài nguyên để chế tạo những cái vật phẩm. Thì woodwork đó bạn. Thì hai nghề này mình đã nói ở các video trước rồi. Rồi, những nghề liên quan tiếp theo đó chính là mỏ. Thì mỏ này nó sẽ có được những cái khoáng sản. Đây các bạn, nó sẽ có những cái khoáng sản này. Và những cái khoáng sản này các bạn sẽ sử dụng để làm ra những cái vật phẩm ở cái nghề metal working. Là các bạn sẽ làm ra những cái công cụ. Và cái stone shaping là các bạn sẽ làm ra những cái powder nó bạn, cái brick. Những cái về cái đây các bạn, thì mình cũng đã nói ở những cái video trước đó rồi. Đây thì các bạn có thể tham khảo ở trang Pixel tiếp này. Thì hầu hết là những cái nghề nó liên kết và nó liên quan chặt chẽ đến nhau các bạn. Và hôm nay cũng sẽ là một cái nghề mà liên quan rất chặt chẽ. Thì ở hai video trước mình đã có nói là hai nghề liên quan đến nhau đó bạn, và ba nghề liên quan đến nhau. Thì còn cái farming, cái farming này nó sẽ liên quan đến một nghề, đó chính là nghề cooking nha bạn. Thì những cái nông sản mà các bạn trồng xuống, các bạn thu hoạch, thì các bạn sẽ có thể đem qua cái nghề cooking này để nấu ra những cái bánh nè các bạn. Đây, các bạn sẽ nấu ra được những cái bánh như thế này, từ tier 1 đến tier 4 nha bạn. Thì nó đã chia phân tầng rất là rõ ràng nha bạn. Tức là những cái nông sản thuộc cái tầng là tier 1 thì các bạn sẽ nấu được những cái bánh tier 1. Những cái phân tầng tier 2 thì các bạn sẽ nấu được cái bánh tier 2 nha bạn. Rồi, như vậy là với tier 3 về tier 4 cũng tương tự. Rồi, thì ở cái nghề cooking này có một điểm rất đặc biệt nha bạn. Tức là những cái nghề cooking này nó sẽ có là hai loại máy. Mình sẽ nói về hai loại máy.
Đầu tiên đó chính là cái những cái máy mà để nấu như thế này các bạn. Và thứ hai là những cái máy là BBQ. Thì đây, mình sẽ nói về cái này. Thì những cái mà nấu máy nấu thông thường các bạn thì các bạn sẽ làm được những cái tier 1, tier 2 nãy mình có nói. Và những cái máy BBQ á thì các bạn sẽ làm được những cái bánh như thế này, những cái bánh đặc biệt là rye maple, rye honey đó bạn, rye sour, rye pullet, rye baby. Và những cái ở trên thì những cái trên nó cũng là một cái loại khác nữa, nhưng mà cũng là một chung một loại là máy nướng BBQ. Thì những cái máy mà nấu ra những cái loại bánh đặc biệt như thế này thì các bạn sẽ có thể đặt ở bên ngoài ngôi nhà nha bạn. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái máy đó. Thì những cái máy để nấu bánh như thế này các bạn có thể đặt ở ngoài nhà, tức là ngoài những cái sân của bạn. Rồi, mình sẽ đem mình đặt vô nhà xem nó có được hay không. Đây đó bạn. Rồi các bạn sẽ thấy nè. Thì cái máy nấu nấu máy nướng này, máy BBQ này các bạn sẽ không thể đặt ở trong nhà nha các bạn. Rồi, tiếp theo là cái loại mà máy nấu bánh thông thường. Thì máy nấu bánh thông thường này thì các bạn sẽ chỉ có thể đặt ở trong nhà thôi, và các bạn sẽ không thể đem ra ngoài ngoài nhà của bạn được. Rồi, mình sẽ đem thử cho bạn xem luôn. Đây nữa bạn, các bạn không thể đặt ở bên ngoài được nha. Thì đó chính là những cái mà đặc biệt của hai cái loại máy về nấu bánh. Tiếp theo thì cái máy nấu bánh này cũng giống như những cái mà nghề khác các bạn, cũng giống như những cái nghề chế khác thì mình đã có giới thiệu ở những video trước rồi. Nó đều có phân tầng ra, tức là những cái máy mà tier 1 nó sẽ như hình dạng như thế nào, tier 2 nó sẽ khác các bạn, và tier 3, tier 4 nó cũng sẽ là những cái máy khác nhau. Thì cái máy nấu bánh này cũng vậy, nó sẽ có bốn cái máy khác nhau tương ứng với bốn tier, bốn tầng nha bạn. Thì đây chính là cái máy mà tier 4 đó bạn. Các bạn thấy là mình đã mở, có thể mở được cái tier 4 đây. Thì các bạn có thể sử dụng cái máy tier 4 này để nấu cái tier 1 cũng không sao hết. Nhưng mà cái máy tier 1 thì các bạn sẽ không thể mở được những cái bánh tier 4 này nha bạn. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có cái máy này. Thì đây chính là cái máy tier 3 nha bạn. Đây, cái máy tier 3 này. Thì các bạn thấy là nó chỉ tới ở cái tier 3 thôi, nó không có cái bánh tier 4. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem về hai cái loại máy tier 1 và tier 2. Đây là bạn, đây chính là cái máy tier 2 đó bạn. Đây chính là cái máy tier 2. Và đây chính là cái máy tier 1. Đây, này tier 1 đó bạn, các bạn thấy nó khá là cổ. Tier 2 thì nó hiện đại hơn một chút, tier 3 thì nó lên một bậc nữa, và tier 4 là cái máy hiện đại nhất. Và các bạn thấy là nó có một cái điểm khác biệt ở đây. Tức là cái nghề gỗ á bạn, tức nghề nghề chặt lấy gỗ á, thì ngoài việc mà các bạn sử dụng cho cái bàn gỗ để chế tạo ra thì các bạn có thể sử dụng cái gỗ đó để làm cái nguyên liệu đốt những cái lò và để các bạn chế. Thì cái mà sử dụng gỗ 100% để đốt những cái lò đó thì các bạn có thể thấy là cái nghề này nó bạn, cái nghề stone shaping là sử dụng gỗ 100%. Các cái lò stone shaping nữa bạn thì các bạn sử dụng, các bạn đều phải bỏ gỗ vô để các bạn mở được và chế được những cái vật phẩm. Và cái nghề cooking này cũng vậy nha bạn, nhưng mà nó chỉ là một nửa thôi. Thì ở tier 1 và tier 2 thì các bạn cần phải bỏ gỗ vô để các bạn mở được cái lò. Đây các bạn, bạn cần bỏ lò gỗ vô như thế này.
thì các bạn sẽ thấy được những cái bánh để các bạn chế tạo. Rồi, nhưng mà đến cái tier 3, tier 4 như nãy mình có cho các bạn thấy á, thì các bạn không cần phải bỏ gỗ như các bạn. Các bạn bật lên là nó sẽ xài được liền luôn. Thì đó chính là cái điểm khác biệt của cái nghề cooking này nha các bạn. Đó chính là những cái điểm khác biệt của cái nghề cooking này. Và các bạn sẽ thấy là ở tier 1 như thế này thì các bạn có thể sử dụng những cái hạt nè bạn, để các bạn chế nè. Đây, những cái stove kit này thì các bạn sẽ có thể chế được từ những cái lò này để lên những cái phân tầng cao hơn nha. Thì mọi nghề nó đều giống như vậy, tức là những cái nghề mà những cái máy mà tier thấp á, các bạn đều có cái mục để các bạn chế lên cái máy tier cao hơn. Thì mọi nghề đều vậy các bạn. Rồi, thì bánh này nó sẽ có những cái liên quan đến nhau đó bạn. Giống như là cái bóp berry jam này thì các bạn có thể sử dụng để chế ra cái bóp berry wrap đó bạn. Và các bóp berry pie, thì hai loại bánh này các bạn sẽ chế được từ cái bóp berry jam này. Tương tự thì cái floor này cũng vậy. Floor này thì sẽ chế được cái rainbow, từ cái rainbow. Và từ cái rainbow này các bạn có thể chế được hai cái bánh này. Thì trong đây nó đều có liên quan đến nhau nha các bạn. Và các bạn thấy là nó sẽ có những cái nghề ở tier 1 này, các bạn sẽ thấy được là nó có bổ sung thêm về những cái giống như cái này, các bạn có thể chế được 12 cái bóp berry jam luôn. Giống như cái này các bạn sẽ chế được 12 cái syrup, và vinga cũng bạn cũng có thể chế được 12. Nhưng mà nếu các bạn lên cái tier 2 á, thì những cái này hầu như nó sẽ không có, các bạn sẽ chỉ chế được một bánh duy nhất mà thôi. Và các bạn có thể thấy là ở cái phase 2 này thì cái nghề cooking chính là cái nghề thay đổi nhiều nhất, và nó có cái số lượng vật phẩm thêm vào là nhiều nhất nha bạn. Các bạn thấy là nó có những cái bánh rất là lạ so với phase 1 và rất là khác biệt nha bạn. Đây, nó bổ sung thêm rất là nhiều bánh trong đây và nhiều cái. Thì hầu như là cái nghề này chính là cái nghề mà thay đổi nhiều nhất và là một nghề thay đổi trọng tâm trong cái phase 2 này luôn nha bạn. Bên cạnh cái nghề là farming. Rồi thì các bạn thấy là nó có những cái bánh mà ở phase 1 nó có nè bạn, như là Burberry Pie nè, Burberry Lab nè bạn, và những cái Pumpkin nè bạn, bánh Pumpkin nè, thì nó có đều có giữ lại. Nhưng mà cái này ở chỉ ở tier 1 thôi, và tier 2, tier 3 thì nó hoàn toàn là thêm vào nha bạn. Rất nhiều cái bánh là thêm vào nè, hầu hết những cái bánh loại này đều là mới cả và nó thay đổi rất là khác. Rồi, thì ở cái máy này thì các bạn có thể chế được những cái như là brine nè bạn. Đây, mình có nói nè bạn. Thậm chí là các bạn có thể chế được cái Patrick này luôn, và những cái hot show để các bạn có thể hoàn thành những cái nhiệm vụ BBQ. Đây, các bạn sẽ thấy cái này nó khác biệt ở chỗ là các bạn không cần bỏ gỗ vô nè. Thì bạn lít vào đây là các bạn đã có luôn. Thì đó chính là cái lò tier 4. Và cái lò tier 3 nó cũng tương tự nha bạn. Đây, bạn chỉ cần đít vào và nấu thôi. Nó đỡ tốn gỗ hơn rất là nhiều luôn. Cho nên nếu như bạn mua được cái máy tier 3, tier 4 thì bạn nên mua. Rồi,
thì những cái bánh này nó đều có sự liên quan đến nhau, giống như là cái gem nữa bạn. Thì cái gem này nó không hẳn là một cái bánh, giống như là một cái nông sản chân cất các bạn, tức là ngâm á, những cái nông sản này nó sẽ ngâm vào một cái hũ này, và khi mà cần xài thì cái hũ này các bạn sẽ chế cái hũ này trước, xong sau đó các bạn sẽ từ cái hũ này các bạn sẽ chế được cái bánh như thế này, thì nó có liên quan đến nhau. Rồi thì cái kinh nghiệm và cũng là cái phúc thì nó cũng, và đặc biệt ở cái nghề cooking này các bạn sẽ thấy là những cái nghề mặc những cái bánh như thế này, thì mình sẽ bật mở cái bảng này cho bạn xem là những cái bánh này các bạn có thể sử dụng hay không nè. Thì các bạn sẽ thấy được là ở cái phiên bản ở cái phase 2 này của con game Bisou thì rượu là các bạn sẽ có thể hồi được năng lượng nữa bạn. Nhưng mà những cái bánh như thế này thì các bạn sẽ không thể ăn, nông sản các bạn sẽ không thể ăn được nè, là điều chắc chắn ở cái phase 2 này nè. Và để mình xem là những cái bánh này có thể ăn được hay không, tại vì mình chưa có thử. Nhưng mà chắc chắn là mình biết được là những cái này đó bạn, những cái nắp ricotta gem này thì các bạn sẽ không thể ăn nha. Những cái gem này như này như mít mít chất gem đó bạn, cái coffee food gem nè, những cái mà làm ra được cái bánh á thì các bạn sẽ không thể ăn được để hồi năng lượng nha bạn. Để mình mua thử những cái bánh để xem là nó có hồi năng lượng không. Mình sẽ mua một cái này các bạn. Rồi, thì các bạn sẽ chú ý cái thanh năng lượng này đang là 67 nha. Thì mình sẽ ăn thử. Rồi, thì nó lên. Tức là những cái bánh này các bạn có thể hồi năng lượng đó bạn. Thì nó chỉ thì những cái ở phase 2 các bạn có thể hồi năng lượng. Tức là những cái bánh đây là những cái pie đó bạn, ở cuối nó sẽ có cái chữ pie hoặc là crumble. Cái này à, trong đây thì nó cũng đã có cái hồi năng lượng ở trong đây nữa bạn. Thì các bạn muốn biết là cái nào hồi năng lượng á, thì các bạn sẽ vào đây. Các bạn thấy là ở đây nó sẽ có trên cái pixel tiếp này nè. Ở đây nó sẽ không có cái hồi năng lượng, nó sẽ không có cộng E. Còn những cái là bài nữa bạn thì nó sẽ có cộng E nữa bạn. Cộng energy nè. Thì những cái này thì các bạn có thể ăn được và hồi năng lượng. Rồi, thì một điểm thay đổi nữa đó chính là những cái bánh mà Primeapple đó bạn. Tức là ở phase 1 nó cho rất là nhiều cái energy, cho rất nhiều cái energy, nhưng mà các bạn thấy là ở cái phase 2 này thì nó đã giảm xuống rất là nhiều, còn có 26 thôi. Cho nên là hiện tại là cái máy BBQ á nó đang chưa có được sử dụng nhiều và nó bị nớp rất là nhiều các bạn. Rồi, một điểm khá là quan trọng ở cái nghề cooking này mà mình muốn nói cho các bạn đó chính là cái bảng task. Thì các bạn biết là cái game Bisou này thì chủ yếu chúng ta chơi là để chúng ta có thể kiếm được cái token Bisou. Và muốn kiếm được token Bisou thì chúng ta phải làm cái bảng task bo để kiếm được cái những cái nhiệm vụ thưởng Bisou các bạn. Thì cái nghề cooking này nó có cực kỳ nhiều cái loại vật phẩm thưởng Bisou nha các bạn, nó có cực kỳ nhiều cái loại vật phẩm luôn, và nó là cái nghề mà nhiều vật phẩm thưởng Bisou nhất, nhiều cái bánh thưởng Bisou nhất các bạn. Các bạn có thể tham khảo qua những cái nghề khác như là cái nghề woodwork này, thì các bạn sẽ thấy được những cái thưởng vật phẩm á, hiện tại
chỉ đơn giản là plan thôi các bạn. Các loại plan, plan tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 là những cái có thưởng Bisou, token Bisou. Metal Working thì nó chỉ có là cái bar này thôi, giống như là cái Bronze Knight bar nè, Iron Knight, Iron Type bar và cái bar tier 4 này. Copyright bar này các bạn, thì nó chỉ có những cái này để thưởng cái token Bisou thôi. Rồi chúng ta qua Stone Shopping. Thì cái Stone Shopping này nó sẽ có hai cái, đó chính là cái Powder và cái Brick là thưởng Bisou nha các bạn. Còn lại thì không có. Rồi, thì những nghề chế này thì nó chỉ có một hai cái thôi. Và chúng ta qua đến cái nghề là tài nguyên. Thì nghề tài nguyên này thì cái farming á, nó sẽ có những cái vật phẩm thưởng Bisou nó cũng khá là nhiều các bạn. Giống như Napricot nè, Slot Metal nè, những cái này nó sẽ thưởng Bisou. Và cũng có những cái ở bên dưới là thưởng Bisou các bạn. Nhưng mà nó cũng sẽ không nhiều. Mình thấy là cái farming này nó cũng khá là nhiều. Và nhiều thứ hai sau cái cooking thôi nha các bạn. Cooking là nhiều nhất. Rồi, cái chặt cây nó chỉ có những cái này các bạn, tức là những cái lốc này nè, nó sẽ thưởng Bisou thôi. Cái sáp này không có thưởng Bisou các bạn. Và cái nghề mining thì nó chỉ ra đúng cả cái ọt này và cái matrix thôi nha bạn. Giống như là copper ọt ở tier 1 là có copper ọt nè, lay ọt này nó có ra Bisou. Và những cái chơi này nó có chỉ có ọt matrix là hai cái vật phẩm ở từng tier thôi. Còn cái cooking này thì nó cực kỳ nhiều các bạn, nó rất là nhiều, nó hầu như nó là nhiều nhất. Nhiều bánh, nhiều loại bánh nhất thưởng thưởng Bisou ở cái nhiệm vụ ở cái task mà thưởng Bisou là ra trong đây là hầu hết. Cho nên là đây là một nghề cực kỳ quan trọng. Nếu như các bạn muốn có nhiều cái task Bisou thì các bạn có thể luyện cái nghề này. Và mình cũng nó cũng sẽ có cái nguy hiểm các bạn, tức là những nghề nào mà nó sẽ có nhiều task Bisou các bạn thì nó cũng có nhiều task coin. Cho nên là những cái nghề này nó ra coin thì nó cũng khá là đắt. Cho nên là các bạn cũng có thể cân nhắc. Thì nó là 50-50. Thì đó chính là tất cả những cái thông tin về cái nghề là cooking mà mình muốn thông tin cho các bạn. Thì các bạn cũng đã nắm được rồi. Thì cái series của mình là kết thúc ở đây. Với cái nghề cooking là kết thúc toàn bộ cái 7 nghề mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ở cái series phase 2 này. Và nếu như của em nó có update và những về những cái nghề animal care hay là cái business các bạn, hoặc là cái exploration này, game nó phát triển cái ba nghề này nữa, thì mình có thể mình làm thêm video để mình chi tiết cho các bạn về ba cái nghề này. Nhưng mà hiện tại thì ba nghề này nó khá là vô dụng các bạn, không có được không có nhiều cái sử dụng trong game, cho nên là mình không làm. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. Bây giờ xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.